Có nhiều bạn hỏi tôi làm sao mà không thuật lại cho anh em nghe kỷ niệm của tôi cuộc sống 13 năm ở trong tù. Tôi đã đi cải cái tạo, đã bị biệt giam như thế nào. Tôi không muốn nói hết, và tôi cũng không bị ai cấm tôi nói. Tôi tự do, nhưng mà tôi không muốn chỉ bám vào quá khứ, chỉ hoài bão, nhưng mà nhìn về tương lai, tôi không muốn thù hằn. Tôi không muốn ta thán, nhưng nhìn tương lai một cách tích cực, một cách lạc quan, để chúng ta cùng nhau tiến tới và có thể xây dựng lại đất nước, xây dựng giáo hội của chúng ta, nhìn lại trong yêu thương và trong sự bình tĩnh. Tên tôi là Francisco Nguyễn Văn Thuận. Đến ngày 23 tháng 4 năm 1975, tôi làm giám mục đã được 8 năm tại Nha Trang, Trung Phần, Việt Nam. Giáo phận đầu tiên Tòa Thánh trao phó cho tôi. Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc ở đó, và Nha Trang vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong quả tim tôi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Phaolô Đệ Lục đã đặt tôi làm Tổng giám mục phó Sài Gòn. Khi Cộng sản đến Sài Gòn, họ đã bảo rằng việc bổ nhiệm một giám mục một tuần trước khi chúng tôi đến Sài Gòn là một âm mưu giữa Vatican và đế quốc nhằm tổ chức chống cộng sau này. Vào lúc 2 giờ chiều, tôi và Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình được mời lên Dinh Độc Lập. Và tôi đã bị bắt ở trong Dinh Độc Lập, chở trên xe đi trong đêm tối về Nha Trang lúc 12 giờ đêm. Một quãng đường tối tăm thực, nhưng mà tôi vui vẻ, bởi vì tôi thấy tôi bắt đầu một bước đường gian lao trong một ngày lễ của Đức Mẹ, và tôi tin Đức Mẹ sẽ cùng đi bên tôi suốt bước đường gian lao mà tôi chưa biết sẽ là dài bao nhiêu. Trên con đường hơn 400 cây số, tôi ngồi trên xe, tôi suy nghĩ và tôi nhớ lại câu chuyện của Đức Giám mục John Walsh, một vị truyền giáo người Hoa Kỳ đã bị Trung Cộng giam 12 năm tù. Khi Ngài ra khỏi tù, Ngài gầy yếu lắm, chỉ còn một bộ xương biết nói thôi. Bỏ Ngài trên xe đẩy và đẩy Ngài đi vào sân bay New York. Nhiều báo chí đến hỏi Ngài, phỏng vấn Ngài, nhưng Đức Cha John Walsh chỉ trả lời có một câu: tôi yếu mệt lắm, tôi không thể nói được. Tôi chỉ nói rằng cả một nửa phần đời của tôi là đợi chờ. Và thật, ai ở tù cũng vậy, kinh nghiệm bản thân của tôi cũng vậy, đợi chờ, chờ cho đến lúc nào có người thăm, chờ lúc nào có tin tức, chờ lúc nào mình được đoàn tụ với gia đình, đoàn tụ với những người mình yêu thương, với những công việc mình đã làm trong một thế giới tự do. Nhưng nếu mà tôi chỉ đợi không mà thôi, thì có thể cái điều mà tôi đợi đó lâu tới lắm, thì trong khoảng thời gian đó tôi làm được cái gì? Có lẽ tôi ngồi đợi, hoặc là có thể không bao giờ tới, thì điều tôi đợi cũng là một chuyện ảo tưởng. Nên tôi đã dốc lòng. Tôi nhớ lại bà Thánh Teresa hay nói: sống trong hiện tại. Và suốt đời tôi cũng đã rao giảng đó nhiều lần. Chúng ta sống trong hiện tại và làm cho hiện tại đầy tình yêu thương.
Hỏi vậy thì sống trong hiện tại, chúng ta không nhìn về tương lai không? Không. Cách ngôn người Pháp nói là hiện tại cứu mang tương lai. Nếu hiện tại mà chúng ta làm tốt thì tương lai nó sẽ tốt. Hôm sau, ngày 16 tháng 8 1975, tôi được đưa đến nhà thờ Cây Vân. Ở đó cách xa thị xã Nha Trang khoảng 15 cây số đi về phía núi. Tôi bị quản thúc ở đó. Bên ngoài có những người theo dõi tôi, nhưng mà trong nhà tôi được ở nhà. Trẻ con vào ra được. Tôi khởi sự nhìn ra những người đi qua lại mà tôi thấy họ rất vất vả. Những người công chức, những sĩ quan bây giờ đi về đi cày ở dưới ruộng. Tôi nhìn lại lũ trẻ bây giờ đi học, không còn học giáo lý nữa. Các tủ sách bây giờ không còn bán nữa, những quyển sách đạo, sách kinh. Vậy thì tương lai chúng nó như thế nào? Và tôi, hiện giờ tôi đã đi xa giáo phận của tôi hơn 400 cây số rồi, và có thể còn đi xa hơn nữa. Tôi phải làm gì? Tôi rất băn khoăn. Và một đêm kia, như có một tiếng bảo tôi, tại sao mà con băn khoăn? Sao con dại dột như vậy? Con cứ làm như Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô ở tù thì ông chỉ viết thơ cho bổn đạo, thành Roma, thành Corinto, thành Efeso, thì con cũng viết thơ như ông Thánh Phaolô. Hay quá, tôi mừng quá. Và tôi chỉ mong cho tới sáng. Sáng này tôi kêu cậu bé đi xem lễ một lúc 5 giờ. Tôi bảo cậu, nói mẹ cậu mang cho tôi mấy tập lịch cũ để tôi viết sau lưng lịch cũ. Tối lại, cậu bé lò thò xách trong cái bao ni lông vào cho tôi một mớ lịch cũ. Và khởi sự từ tối đó, tôi viết. Viết những tư tưởng của tôi, những phần của sứ điệp mà tôi gửi tôi đến giáo dân của tôi, cho đoàn chiên của tôi đang còn hoang mang, tán loạn. Bởi vì nhiều người phải đi kinh tế mới, nhiều người đổi hộ khẩu, nhiều người gia đình ly tán, có người ra đi, có người đi cải tạo. Và tôi viết trong vòng 1 tháng rưỡi, đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 1975, tôi đã hoàn tất và tôi đặt trước bàn thờ mẹ. Đây là quyển sách Đường Hy Vọng, gồm có 1001 câu, và tôi viết vào trước đó: nhắn con 1001 lời, ngày đêm suy niệm trọn đời hiến dâng. Tôi muốn gửi đến sứ điệp đó cho tất cả giáo dân của tôi. Bây giờ tôi muốn nói với các bạn về một khúc quanh của cuộc đời của tôi. Khúc quanh ở đây không hẳn về vấn đề thể lý, nhưng mà về vấn đề tinh thần. Quả như tôi dự đoán là tôi phải viết gấp cho sách, cho xong cuốn sách Đường Hy Vọng. Kẻo mà tôi bị chuyển đi ở chỗ khác thì khó mà có liên lạc để viết tiếp sách. Ngày 18 tháng 3 1976, là ngày áp lễ ông Thánh Giuse, tôi bị bắt đưa vào trại Phú Khánh. Cơ quan nhà nước đến và đọc cho tôi nghe lệnh bắt, bởi vì có những hành vi phản động dính líu tới vụ nhà thờ Vinh Sơn.
sự thật giáo dân đều biết. Tôi ở Nha Trang, tôi bị quản thúc ở Nha Trang, mà nhà thờ Vinh Sơn thì ở trong Sài Gòn. Làm sao mà tôi có hành vi phản động dính líu đến vụ nhà thờ Vinh Sơn được? Nhưng thôi, đó là cái lý do mà tôi bị bắt đưa vào trại Phú Khánh. Ở trại Phú Khánh, ngày đêm tôi nghe tiếng chuông nhà thờ chính tòa Nha Trang. Một thời gian đã là nhà thờ chính tòa, là địa phận của tôi mà tôi rất thương mến. Và không có một cái đêm nào mà đau khổ nhất trong đời giám mục của tôi 8 năm ở Nha Trang cho bằng cái đêm mà tôi chuẩn bị để sáng âm thầm ra đi, đi về Sài Gòn. Mỗi ngày chuông đánh bao nhiêu lần thì tôi nhớ thương giáo dân địa phận bấy nhiêu lần. Và càng suy nghĩ thì tôi càng lo âu. Tại sao mà đang lúc tôi có kinh nghiệm làm giám mục 8 năm rồi, tại sao đang lúc tôi lo mở mang chủng viện, tôi lo huấn luyện các đoàn thể, huấn luyện thanh niên, cán bộ giáo dân, xây dựng các trường học, lo lắng cho ơn gọi tu sĩ chúng sinh, thì tôi lại bị bắt? Chúa không cho tôi làm việc của Chúa sao? Bây giờ tôi bó tay ở trong trại này, khổ như thế này thì làm sao? Tôi cứ băn khoăn mãi, thao thức mãi, và thấy tan nát cả lòng, bởi vì tôi không làm gì được cho giáo dân. Và một đêm, một tư tưởng rất rõ như có tiếng nói với tôi, làm cho tôi thấy sáng tỏa trước con mắt tôi: con đừng dạy nữa, con phải biết phân biệt Chúa và công việc của Chúa. Những việc mà con tưởng tượng là con làm rất tốt, có như vậy. Đi kinh lý, giảng dạy, huấn luyện các đoàn thể, xây dựng các trường học, các thánh đường, đào tạo các ơn gọi, linh mục, tu sĩ, đều là tốt, đều là việc của Chúa hết. Đúng là như vậy, và con đã hăng say thì điều đó tốt để làm việc của Chúa. Nhưng mà con phải nhớ rằng, khi nào Chúa muốn cho con giao lại cho Chúa các việc của Chúa thì con cứ sẵn sàng tin tưởng mà giao. Con không tin Chúa làm hơn con sao? Và Chúa sẽ làm hơn con làm, Chúa sẽ lo hơn con lo, và Chúa sẽ tìm người khác để làm việc ấy bằng con, có thể hơn con nữa. Còn con thì con chỉ lo chọn Chúa mà thôi, chọn thánh ý Chúa mà thôi. Mấy lâu nay con luôn luôn tìm thánh ý Chúa, thì bây giờ con hãy nhớ rằng chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa. Nhiều khi con nói là làm cho Chúa, nhưng con làm vì con thích, vì con thích hoạt động. Giờ đây Chúa không cần con làm việc đó, cứ để cho Chúa làm, và Chúa sẽ lo cho giáo dân thay cho con. Đêm ấy chính là một khúc quanh của đời tôi về phần tinh thần. Tôi thấy rõ, hết sức rõ, tôi phải làm ý Chúa, và tôi được bằng an hoàn toàn, như một ánh sáng, như một sự bình an tràn ngập tâm hồn tôi. Dù tôi ở trong tù, bây giờ tôi không phải nao núng về cái chuyện bỏ địa phận, bởi vì Chúa làm hơn tôi làm, và Chúa ban ơn xuống cho các linh hồn. Còn tôi
tôi cứ làm cái việc mà Chúa đang đòi tôi trong giây phút này. Ở trại Phúc Khánh, lắm lúc rất vất vả. Tôi không muốn nói ở đây, nhưng tôi chỉ biết ở đó, rồi ở trại Tâm Hà, ở Thủ Đức. Tâm Hà ở giữa các sứ đạo, các nhà dòng, ở trong trại, nghe chuông các nhà thờ đánh từ sáng tới tối. Tôi lại càng thương tất cả giáo dân trong địa phận Sài Gòn. Họ không biết tôi ở đó, nhưng mà tôi ý thức tôi đang ở gần họ. Và tôi lại đi ra Bắc nữa. Một đêm, ngày đêm mùng 1 tháng 12 năm 1976, chúng tôi được đưa ra đường xa lộ và xuống tàu, xuống dưới hầm tàu. Chiếc tàu tên là tàu Hải Phòng. Dưới hầm tàu tối tăm, chỉ treo có một cái đèn bão. Chúng tôi xuống đó và đợi cho đến trưa hôm sau, tàu mới chuyển máy. Không biết đi về đâu, nhưng về sau thì biết là đã đi ra Hải Phòng. Cái tư tưởng chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa theo tôi. Và như vậy, khi tôi ở trong trại giam, khi tôi đi xuống hầm tàu Hải Phòng, ở đó có 1.500 bạn tù từ nhiều nơi tới và cùng nhau cùng chia sẻ một chuyến tàu, đủ các tôn giáo. Họ nói chuyện với tôi rất là thiện cảm. Chúng tôi chia sẻ với nhau những nỗi lo buồn. Đây, Chúa muốn cho tôi là một người truyền giáo, đến để loan báo tin mừng, đến để có sự hiện diện của Chúa Giêsu đến với họ. Tôi ra đến Hải Phòng và có xe của nhà nước. Chúng tôi còng tay lại, hai người một, và ngồi trên xe đi cho đến chiều, đến tỉnh Vĩnh Phú, vào trại Vĩnh Quang. Hết trại Vĩnh Quang, tôi lại về trại Thanh Liệt, biệt giam ở đó. Thành thử tất cả những nơi đó tôi đều thấy rằng Chúa muốn cho tôi ở, và đó là thánh đường của tôi, là dân Chúa giao cho tôi, là giáo phận của tôi. Khi tôi ở tù ra, có nhiều người tới thăm tôi và nói thế này: thưa cha, cha ở tù sướng quá, cha có nhiều giờ để đọc kinh cầu nguyện. Tôi cười và tôi nói với họ: vậy thì ai muốn cầu nguyện nhiều thì đi ở tù đi. Sự thật không phải là ở tù mà dễ cầu nguyện đâu. Anh em đã từng đi cải tạo thì đều biết, có những lúc mà đói quá sức, chỉ còn nhớ cái chuyện đói thôi, chứ cũng không nhớ mà đọc kinh. Có những lúc mà nó mệt quá, nó quẩn trí đi, nhân bằng trí đoạn, thì lại không có giờ, không có suy nghĩ được để cầm trí mà đọc kinh được. Có nhiều khi đọc một kinh kinh mừng mà đọc lui đọc lại, đọc mãi mà không rồi, vì không thể tập trung tư tưởng được. Những lúc ấy thì phải làm thế nào? Tôi nói thật với anh chị em, với các bạn, lúc ấy tôi làm gì? Có lần thì tôi nhớ lại câu chuyện của ông Jim. Ông Jim là một người Anh. Ông là
một nông dân tới trưa nào đúng ngọ, cái ông từ ở nhà thờ cũng thấy ông Diêm vào nhà thờ. Vài phút sau thì ra, ông Từ lấy lạ quá hỏi ông Diêm: anh này, anh đi đâu mà trưa nào cũng vào nhà thờ vậy? Ý ông Từ là sợ ông Diêm vào anh trộm cắp cái gì trong nhà thờ. Ông Diêm cười: tôi vào cầu nguyện, tôi đọc kinh. Anh đọc kinh gì mà anh vào 2 phút rồi ông ra? Tôi đọc kinh với Chúa mà. Anh đọc kinh gì với Chúa, nói nghe. Tôi đã nói với ông, tôi dốt nát này, tôi không thuộc kinh thì tôi chỉ vào tôi cầu nguyện với Chúa. Thì anh nói đi, anh đọc kinh sao đó tôi về. Bí quá đây. Ông Jim rồi đó. Ông nói tiếng Anh, ông nói: Jesus here Jim. Chúa Giêsu có Jim đây. Thế thì trưa nào ông cũng cứ tiếp tục ông đi như vậy. Ông Từ cũng thấy quen mặt rồi thôi. Nhưng đến một năm kia, ông Jim ốm và phải vào nhà thương. Ông già rồi, ông vào nhà thương, ông cũng cứ đi giường này sang giường khác, hỏi chuyện, thăm các bệnh nhân, rồi động viên tinh thần họ, rồi thực chuyện cho họ nghe. Ai cũng thương Jim. Và rồi ngày tháng qua, đến một lúc ông Jim cũng yếu liệt, và có thể là cũng sắp về với Chúa. Chừng ấy thì cha tuyên úy với bà sơ săn sóc các bệnh nhân đó, mới tới hỏi ông Jim: này ông Jim này, chúng tôi muốn hỏi ông cho chúng tôi biết tại sao mà từ ngày ông vô đấy thì các bệnh nhân vui vẻ hơn, họ chấp nhận uống thuốc, họ không sợ phải giải phẫu, họ không còn gây gổ nhau, nhưng ai cũng có vẻ là thân thiện với nhau hơn. Ông nói cho chúng tôi bí quyết của ông. Cha, thưa cha với thưa bà, tôi có biết bí quyết gì đâu. Tôi chỉ có vào nhà thương, tôi ở đây thôi, tôi vui thôi. Kỳ nào tôi cũng khỏe thì tôi đi các giường bệnh tôi thăm họ, rồi nói chuyện với họ. Còn cái dạo này tôi yếu rồi, tôi nằm ở trên giường tôi, thì tôi kêu tên người này người kia hỏi thăm, thì anh em cũng cười vui với nhau. Nhưng mà tại sao mà ông vui được như vậy chứ? Tại sao mà ông ăn ở mà ai cũng thương ông hết? Thì có tại sao đâu. Tôi vui vì ngày nào tôi cũng có người đến thăm tôi thì tôi vui. Ông này nói mới lạ thiệt, có ai thăm ông đâu. Chúng tôi khi nào có thấy ông thăm được ai thăm đâu. Có chứ, con cháu ông đâu có khi nào thấy. Không, khi tôi tới đây thì tôi có xin cha, xin bà cho tôi 2 cái ghế. Một cái để đi giường đây, thì khi nào cha với bà sơ tới tôi mời ngồi. Còn cái tôi để dành cho khách quý của tôi. Khách quý của ông là ai mà tụi tôi có bao giờ thấy. Thì khách của tôi đứa nào cũng tới thăm tôi, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đâu tới thăm ông tôi có thấy đâu. Tới lúc nào? Tới lúc 12 giờ. Tại sao mà đi lúc 12 giờ? Tại hồi trước thì 12 giờ trưa tôi tới thăm Chúa ở trong nhà thờ, thì tôi nói với Chúa: Jesus here Jim. Chúa Giêsu có Jim đây. Thế thì bây giờ Chúa tới với ông thì Chúa nói với ông sao? Chúa cũng vui vẻ, Chúa nhìn tôi và Chúa nói với tôi: Jim here Jesus. Jim, có Chúa Giêsu tới thăm đây. Thì Chúa cười với Chúa đi. Chừng đó thôi, nhưng mà đó là một cái sức mạnh cho tôi, và nhờ đó thì tôi lướt thẳng, tôi vui vẻ. Mặc dù tôi cô đơn, tôi cũng bệnh tật. Và tới cái phút cuối cùng của đời ông Jim đó, thì bà sơ y tá có nói rằng: ông nhìn, ông cười,
Thì ông đưa một tay ông chỉ cái ghế, giống như có người nào đến thăm và ông mời ngồi vậy. Rồi ông nhắm mắt từ trần. Cái điều đó, câu chuyện của ông Jim tôi có đọc trong sách, tôi nhớ lại đó, giúp cho tôi biết cầu nguyện. Và cầu nguyện những lúc mà vất vả nhất, yếu đuối nhất, không còn đọc kinh gì nữa, tôi cũng nói với Chúa: Jesus, here, Francis, lạy Chúa, đây con đây, Francisco đây. Và tôi cũng có cảm giác như Chúa Giêsu nói với tôi, như Chúa đã nói với ông Jim: Francis, here, Jesus, Francisco, có Chúa đây, Chúa đến thăm con. Và điều đó an ủi cho tôi rất nhiều. Đó là một trong những cầu nguyện vắn tắt của tôi. Sự thật thì tôi rất thích các cái kinh cầu nguyện vắn tắt. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Lạy Chúa, khi Chúa về nước thiên đàng, xin nhớ đến con cùng. Và Chúa Giêsu trả lời cho người trộm lành: chính hôm nay con sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng. Những cái điều ấy làm cho tôi rất là cảm động và được an ủi trong những hoàn cảnh khó khăn. Tôi lặp đi lặp lại một câu như vậy nhiều lần và tôi cảm thấy tôi rất ở gần Chúa và tôi thấy lòng nhân từ của Chúa. Hôm nay con sẽ được ở cùng ta trên nước thiên đàng. Nhiều khi Chúa cho có những người giáo dân và cũng dạy cho tôi cầu nguyện được. Tôi nhớ cái kỳ tôi ở Quảng Thúc tại Giang Xá, cái ông gác tôi có lòng thương, thấy một ông thôn quê ở mãi trong cái xứ đại ơn xa xôi tới đó ước ao gặp tôi. Ông cũng giấu ông cho vào. Người gặp tôi đó tên là ông Quảng Kính, có học chữ Nho nhiều, ít nói, ngồi cả buổi thôi, tới thăm mình mà ngồi cả buổi thôi. Nhưng có khi ông nói một lời rất là chí lý. Tôi hỏi ông: bây giờ ông về á, ông nhớ ông cầu nguyện cho tôi với. Ông đó ông trả lời cho tôi: thưa Cha, Cha cứ nhớ, Cha ở đây, Cha cứ cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho chúng con. Bởi vì lúc Cha ở tù, một kinh Cha đọc bằng 1000 kinh Cha đọc khi Cha được tự do. Chúa đánh giá lời cầu nguyện của những người đang chịu khốn khó cách khác, và xin Cha nhớ cầu nguyện cho chúng con. Tôi thấy cái câu ấy làm cho tôi hăng hái lên. Và tôi ở trong tù, tôi nhớ, tôi cầu nguyện nhiều. Bởi vì một lời cầu nguyện khi gặp khó khăn thì bằng 1000 lời cầu nguyện khi ở ngoài. Còn ông khác nữa, tên là ông Trần Hải. Ông này là một cán bộ cao cấp cộng sản, ở một buồng với tôi trong một thời gian gần 1 năm. Trước khi ông ra về, ông có nói với tôi: tôi về, gia đình tôi ở gần Nha Trang, ở gần La Vang. Gia đình tôi ở gần La Vang, đi vào La Vang cách 3 cây số thôi. Vậy tình nghĩa với anh, tôi sẽ đến Đức Mẹ La Vang, tôi cầu nguyện cho anh mỗi ngày Chủ Nhật. Khi nào tôi nghe chuông đánh thì tôi lấy xe đạp tôi đạp vào đó để cầu nguyện cho anh. Tôi cảm ơn ông lắm. Nhưng trong bụng tôi nghĩ rằng ông là cán bộ cao cấp cộng sản, biết kinh nào mà cầu nguyện được. Chắc ông cũng nói ngoại giao vậy thôi, chứ làm sao ông đi cầu nguyện cho mình. Thời gian về sau, tôi bị biệt giam. Anh bạn Trần Hải đó gửi cho tôi cái thơ, và sau cũng tới tay tôi. Trong thơ anh nói thế này:
thăm anh Thuận, chúc anh sức khỏe, học tập cải tạo tốt để chóng về với chúng tôi. Đó là câu giáo đầu. Nhưng mà sau thì ông nói một câu: trước khi tôi về, tôi có hứa với anh là tôi sẽ vào La Vang cầu nguyện Đức Mẹ cho anh. Hễ chủ nhật nào trời không mưa, tôi đạp xe ngay chuông nhà thờ La Vang đánh, tôi đạp vào La Vang. Nhà thờ thì sập hết rồi, chỉ còn đài Đức Mẹ thôi. Tôi đến trước tượng Đức Mẹ, tôi cầu nguyện như thế này, anh nghe có được không? Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không biết đọc kinh, nhưng tôi đã hứa với anh bạn của tôi là anh Thuận đó, thì tôi tới cầu xin Đức Mẹ. Đức Mẹ thấy anh Thuận cần gì thì Đức Mẹ cứ cho anh. Những cái lời ấy làm cho tôi rất cảm động, và tôi chắc rằng Đức Mẹ đã nhẩm lời cầu nguyện của anh Trần Hải và đã ban nhiều ơn cho tôi sống cho tới ngày nay. Nói đến chuyện cầu nguyện, ở trong tù tôi còn nhớ một kinh cầu nguyện rất hay. Kinh Chúa dạy cho chúng ta đó là kinh Lạy Cha. Tôi nhìn vào kinh Lạy Cha, tôi thấy có ba điều mà Chúa dạy cho tôi phải lo trước hết. Là tôi lo việc của Chúa, tôi lo chính Chúa, tìm chính Chúa. Danh Cha, nước Cha, ý Cha, chỉ lo công việc của Cha tôi ở trên trời. Danh Cha, ý Cha là nước của Cha. Còn phần tôi thì có cái điều gì tôi phải xin Cha điều gì? Cho lương thực của tôi, tha tội lỗi của tôi và cứu khỏi trước cám dỗ của tôi. Lương thực của tôi, tội lỗi của tôi, trước cám dỗ của tôi. Còn với Chúa, danh Cha, nước Cha, ý Cha, tôi lo việc Chúa, Chúa sẽ thương tôi. Mà được hai điều đó thì cái điều kiện mà Chúa để rất rõ ràng: dưới đất cũng như trên trời. Cái cũng như đó nó vắn tắt, nhưng mà cái điều kiện rất là quan trọng. Tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ con nợ chúng tôi. Cũng như đó, hai cái danh từ đó mở rộng cái quả tim của con người để đón lận lòng nhân từ của Chúa, và quả tim của con người phải yêu mến như Chúa, tha thứ như Chúa và ước muốn những điều lành thánh như Chúa. Cũng như là cái chiều kích mà Chúa muốn cho tôi phải có như Chúa, chứ không phải như ai khác, phải như Chúa. Và Cha chúng tôi ở trên trời là chỗ cao nhất, và cứu chúng tôi cho khỏi sự dữ, là sự dữ đó là ma quỷ, là cái chỗ thấp nhất và chỗ nguy hại khốn nạn nhất. Ngược lại, Cha chúng tôi ở trên trời là sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Đó là lời cầu nguyện càng suy nghĩ càng thấm thía, và tôi đọc rất nhiều lần trong một ngày. Có một số bạn hỏi tôi sức mạnh của Cha để chịu đựng là gì? Sức mạnh giúp tôi chịu đựng là phép thánh thể. Đức tin Công giáo dạy cho chúng ta biết rằng phép thánh thể là sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh rượu, là lễ tế dâng lên Đức Chúa Cha cầu nguyện cho tất cả nhân loại. Vì thế mà ở tù mà được dâng lễ là quý lắm. Nhiều bạn hỏi tôi ngay: Cha có được dâng lễ không? Và nếu dâng lễ thì Cha lấy bánh lấy rượu đâu mà dâng lễ? Thì tôi cũng xin nói lại là ở tù thì làm sao mà có.
Khi tôi vừa bị bắt đi là phải đi hai tay không. Hôm sau thì người ta cho phép viết giấy về nhà và xin gửi những áo quần, thuốc men cần thiết. Tôi được gửi giấy về nhà. Cái hàng đầu tiên mà tôi viết đó, xin gửi cho tôi một ít rượu, thuốc chống với bệnh tật đàn ruột. Giáo dân ở ngoài người ta hiểu, nên hôm sau thì giám thị trại gọi tôi: ông Thuận, ông có đau bệnh đàn ruột không? Thưa có. Ông có cần thuốc uống không? Thưa cần. Sáng nào tôi cũng có uống thuốc trị bệnh đàn ruột. Thế đây, thuốc của ông đây. Đúng là giáo dân gửi cho tôi một cái lọ rượu, rượu lễ, và tên là có cái toa là thuốc trị bệnh đường ruột. Không có bao giờ tôi vui mừng được như vậy. Họ gửi một ít rượu lễ và bánh lễ đã cắt nhỏ và bỏ vào trong một cái lọ chống ẩm. Nhờ vậy mà tôi giữ bánh lễ để làm lễ mãi. Vậy thì hàng ngày tôi lấy đâu mà làm lễ? Tôi không có sách, tôi làm lễ thuộc lòng. Điều thứ hai là mỗi ngày tôi giọt ở trên bàn tay tôi 3 giọt rượu và 1 giọt nước để dâng thánh lễ. Đó là những thánh lễ quý nhất trong đời tôi, và nhờ đó mà Chúa Giêsu thánh thể hiện diện trong cuộc đời tù tội của tôi. Ở trại cải tạo thì chúng tôi chia thành từng cái đội, và mỗi một đội như vậy 50 người ngủ cùng nhau trên một cái sạp, gọi là một cái lán, cứ đầu đối đầu và chân ra ngoài, mỗi người được 50 cm, mỗi phía là 25 người. 9:30 tối có hiệu lệnh thì tắt tắt đèn và ai cũng phải nằm hết, không được ngồi. Tôi thu xếp để hai bên tôi có 5 người giáo dân, và tôi nằm ẹp xuống, khom lưng xuống để dâng thánh lễ. Dâng thánh lễ xong rồi thì chùi tay dưới màn để đưa mình thánh cho anh em 5 người hai bên chịu mình thánh. Đêm nào cũng dâng lễ và chịu lễ như vậy. Chúng tôi lượm cái giấy và bọc các bao thuốc lá, rồi lấy cơm dán lại làm những cái bao nhỏ nhỏ, rồi bỏ mình thánh Chúa ở trong đây. Mỗi tuần chúng tôi có học tập sáng thứ sáu. Chúng tôi đi học tập, và khi mà có giờ giải lao, có người đi hút thuốc, đi uống nước, thì chúng tôi liệu làm sao mà đưa cho các đội khác cái bao nhỏ nhỏ có mình thấy Chúa. Anh em rất vui mừng, và họ cứ thay phiên nhau, họ bỏ cái túi, cái bao có mình thánh ở trong túi áo. Như vậy họ được cầu nguyện, và anh em đi lao động với nhau đều biết là có Chúa Giêsu ở với mình. Điều ấy là điều anh em lấy làm hạnh phúc nhất. Tối đội nào cũng đọc kinh cầu nguyện, đội nào cũng có chầu giờ thánh. Và tự nhiên nhiều anh em ở nhà nguội lạnh trễ nải thì vào ấy lại được sốt sáng hơn. Nhiều anh em ở nhà khô đạo vào ấy nên làm tông đồ. Và cái ơn của Chúa Giêsu thánh thể làm cho anh em biết cư xử có lòng bác ái, biết phục vụ các anh em khác, và nhờ đó thì có nhiều người không công giáo trở lại đạo. Vậy chính các anh em ấy lại dạy giáo lý cho những anh em muốn đi đạo và rửa tội cho họ, đặt tên thánh cho họ, đỡ làm bỏ đỡ đầu cho họ ở trong tù. Tôi rất cảm động. Và tôi còn nhớ một
đại úy cảnh sát ở Sài Gòn. Thì ở trại Vĩnh Quang với tôi, bạn nói với tôi, thưa cha, chừng nào tôi được tự do thì tôi sẽ đi đảo. Tôi cần phải báo cho gia đình tôi biết trước, và chừng nào tôi đi đảo thì tôi lấy tên thánh của cha. Cha làm cha đỡ đầu cho tôi. Thế là sau tôi bị đưa đi giam ở chỗ khác, tôi cứ biết ông ấy ở đâu rồi, tìm mãi không ra. Rồi sau này thì nghe ông cũng vượt biên hay là đi đâu mất rồi. Không ngờ một hôm tôi đang giảng cho một khóa cuộc si vô ở Paris, anh em vừa ăn sáng ra thấy có một cái xe đi vào, một người cũng đã đứng tuổi, đầu tóc bạc hết, vừa khóc lớn vừa chạy tới ôm choàng lấy tôi. Anh em lấy làm lạ, cái ông này ở đâu mình chưa quen mà ông tới ông ôm lấy đứa cha mà ông khóc như vậy. Chính đây là cái ông đại úy ở Sài Gòn đã hứa một ngày kia đi đạo và lấy thầy thánh Francisco của tôi. Ông tới ông nói, thưa cha, con tìm mãi mà không ra cha, bây giờ qua đây con nghe có cha mà ghé qua lại Paris, con đến con trình cho cha biết con rất hạnh phúc, con đã đi đạo và lấy tên thánh của cha đặt cho con là Francisco. Chúng tôi biết rằng chúng tôi yếu đuối, tội lỗi, không có sức gì, nhưng mà Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh từ phép thánh thể, và mỗi ngày chúng tôi loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì Chúa ở với chúng tôi. Ở những nơi biệt giam, tôi bị biệt giam lần thứ nhất 2 năm và lần thứ hai 7 năm. Trong lúc biệt giam ở một mình thì tôi dâng lễ một mình. Thường tôi dâng lễ vào 3 giờ chiều, bởi vì giờ ấy là giờ Chúa Giêsu chịu tử nạn, chết trên thánh giá. Và suốt ngày, nhất là ban tối, thì tôi làm giờ thánh để cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể. Đó là sức mạnh của tôi. Điều ấy tôi đã được ghi tạc vào lòng, bởi vì có một lần đi vào một nhà dòng của mẹ Teresa, tôi thấy ở nơi phòng mặc áo lễ có một câu rất đơn sơ mẹ Teresa đã ghi vào đó: dâng mọi thánh lễ như thánh lễ mở tay của tôi, dâng mọi thánh lễ như thánh lễ cuối cùng của đời tôi, dâng mọi thánh lễ như là thánh lễ độc nhất của đời tôi. Và những tư tưởng ấy của mẹ Teresa đã giúp cho tôi được sống và có sức mạnh ở trong trại giam là nhờ Chúa Giêsu thánh thể. Trong giây phút này, Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tiếp tục thánh lễ mỗi giây phút cho đến tận thế. Chúa sử dụng tay của linh mục trong phép thánh thể khắp địa cầu, các huyền nhiệm và thực tại. Con dâng thánh lễ đúng nghi thức phục vụ không chưa đủ. Ngày xưa, Chúa không theo quy luật phục vụ ngày nay, nhưng Chúa dâng thánh lễ với những tâm tình xuất sắc nhất, những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất là trên thánh giá. Đau khổ thể xác, nhất là đau khổ tinh thần, yêu mến vâng phục Chúa Cha cho đến chết, chết sỉ nhục trên thánh giá, hình phạt dành cho nô lệ. Chúa chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả Chúa Cha. Lạy Cha, xin Cha bỏ con. Xin cho chúng con dâng lễ như Chúa. Nếu chúng con không dâng chính mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát, chịu sỉ nhục, chịu nhổ, chịu vả vào mặt, chịu đổi máu gai, chịu vác thánh giá, chịu đánh đòn, chịu trói, chịu ngã quỷ, chịu đóng đinh, chịu chết, chôn trong mồ người khác, thì con phải xét mình, phải sám hối, hoán cải, phải biến chuyển, lột xác.
vì con chưa tế lễ như Chúa. Nếu con còn lo sợ, còn kiếm cách tránh né thân phận Chúa, thì dù con có theo nghi thức nào, có long trọng đến đâu, con cũng không tế lễ với tâm tình Chúa.